Vâng, Đỗ Sinh xin chào quý vị và các bạn. Cuốn video này trong cái danh sách phát của kênh Hương Sắc Đỗ Sinh đó là bonsai và du lịch. Mời các bạn cùng đến với khu du lịch sinh thái Thiên Sơn Suối Ngà thuộc địa bàn huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Và với một khoảng cách khoảng độ 30 km, chúng tôi di chuyển từ gia đình vào đến Thiên Sơn Suối Ngà để có những cái ngày nghỉ thư giãn, đến với quang cảnh thiên nhiên rừng núi Ba Vì, những cái không khí mát lành, trong sạch, bù đắp lại những cái thời tiết oi nóng trong những ngày qua. Vâng, và bây giờ đoàn chúng tôi bắt đầu đi qua cổng chính của khu du lịch Thiên Sơn Suối Ngà. Vào đây cái không khí nó trầm hẳn xuống nhỉ, mát mẻ. Đi thoải mái ạ, cái này nó coi trông rung rồi. Chỗ này là gì mà kẻ vạch đây? Cổng soát vé. À, đếm người soát vé, đếm người soát vé. Thích nhỉ? Và con đường này mà đi thể dục buổi sáng thì tuyệt vời quá. Kể cả buổi sáng hay buổi chiều, rất tuyệt vời. Nó không có nắng. Làm du lịch người ta chú trọng đến cái bảo tồn thiên nhiên, gần gũi với thiên nhiên. Sau khi qua cổng mua vé và soát vé, chúng ta cùng nhau đi sâu vào địa bàn của Thiên Sơn Suối Ngà. Đây cũng là một trong cái địa bàn sát với rừng quốc gia Ba Vì. Bởi vì từ đường lớn đi vào đây đều phải đi qua cổng của rừng quốc gia Ba Vì. Tức là cái điểm cao trên này là cốt 400 thôi. Đẹp quá nhỉ. Đây là mình đang bò theo sườn núi này. Dốc và có cái điểm cua tay áo, những cái điểm gấp khúc rất là đột ngột. Hai bên là rừng nguyên sinh.
Vâng, đẹp quá. Từ một con suối tự nhiên đã được cải tạo để có những cái đường mòn hai bên, những cái cầu bằng đá, những viên đá giữa dòng suối. Và ngay cạnh dòng suối có một cái bể bơi, bể tắm nhân tạo. Những dòng nước được đưa từ trên núi xuống lúc nào cũng mát lạnh như thế này. Vâng, theo cái đường chỉ dẫn của mũi tên thì chúng ta sẽ đi lên thác Cổng Trời, Trung Sơn. Tôi thấy hai chị em với các cháu không chụp ảnh à? Cái mặc Vâng, và chúng tôi đã lên một chuyến xe điện. Công ty xe điện thì người ta thu 500 ngàn sẽ đi du lịch khắp cái khu vực Thiên Sơn Suối Ngà từ giờ cho đến tối. Đi bất cứ xe điện nào cũng được, trong đều một hãng cả. Và chúng tôi đã đi xuất phát đầu tiên từ đây. Vâng, và chúng tôi đã chọn một cái xe điện, chọn một cái xe điện mà anh lái xe ở hết sức đẹp trai rồi mới ngồi lên. Vâng, hành trình đấy, đây là cái khu vực mà suối chảy vào bể bơi này. Hả? Vâng, đây là khu bể bơi của người lớn. Rồi, bây giờ anh cho lên điểm cao nhất đi anh ạ. Tôi muốn là lên cao nhất xong bắt đầu cứ bây giờ là đến khu đồi thông à? Vâng.
Vâng, đằng sau kia còn hai công chúa kìa, nhưng mà hai công chúa lại ngồi quay lưng lại đằng trước. Đây là khu rừng thông này các bác ạ. Đồi thông. À, đây nghỉ ngơi chụp ảnh ở đồi thông. Bên này là một cái hồ. Vâng, đây là đây khu vực cái hồ nước trên lưng chừng núi Ba Vì, mà xung quanh là những cái rừng thông rất đẹp nhé các bác. Khi lên khỏi mặt hồ, phía sâu kia là một cái rừng thông, rất nhiều du khách ngồi nghỉ với những cái tấm trải trên dưới thảm cỏ dưới những cái gốc thông. Được, rất đẹp nhé. Vâng, đây là đoàn chúng tôi. À, gồm có hai chị em và hai cháu, và Đỗ Sinh là người áp tải và phục vụ quay phim chụp ảnh. Thôi anh em mình đi dạo tiếp đi. Và đây là khu vực rừng thông, chúng ta có thể tổ chức những cái sự kiện như chạy hè, đưa các lớp các cháu từ lớp thiếu nhi, mầm non cho đến các lớp phổ thông trung học đều có thể đến đây để trải nghiệm, để thư giãn. Có quán giải khát và quán phục vụ ăn nhanh ngay ven hồ. Vâng, và tại đây tôi đã gặp đoàn các chị đến từ thị trấn Thanh Ba, huyện Phú Thọ. Thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, Phú Thọ. Vâng, tôi đã về đó làm chương trình cây cảnh nghệ thuật không dưới 5 lần. Ở đó có vườn anh Thực là chủ tịch hội sinh vật cảnh Thanh Ba. Vườn anh Long Phá này, vườn anh Đức này, Đỗ Đức này, Đỗ Đức Quý cũng có, rồi rất nhiều vườn. Anh Đỗ Đức Quý có một cái vườn chủ yếu cây bonsai nho nhỏ, mini rồi. Và có những cái bức ảnh kỷ niệm đối với các chị trong những cái chuyến đi về với Ba Vì. Tôi là người được nhờ chụp ảnh giúp đỡ các chị đây. Rồi bắt đầu chụp nhá. Hằng mấy cả Hồng cũng hơi sát nhau quá. Ra một tí đi, thế ok. Hòa được chưa? Được rồi, để cho nó cách khoảng cách phải đều. Nào chụp nhá. Rất cân hình rồi. Chân được chưa? Chân được rồi đấy, đẹp rồi. Máy vào đây, 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 đây. Được rồi chị ra người đẹp đấy. Chụp nhá. Vừa quay vừa chụp này, Đỗ Sinh chụp này. 2, 3, 1, xong rồi. Rừng thông rất đẹp.
Vâng, chia tay với đồi thông, chúng tôi đi lên gọi là Ngoạn Sơn anh. Ngoạn Sơn. Vâng, Ngoạn Sơn tức là cái chỗ mà sông chân và bấm huyệt anh. Lâm chân bấm huyệt. Đường đi núi vòng vèo nha. Đúng là phong cảnh thiên nhiên, không khí rất trong lành, mát mẻ. Ở đây hình như không có mùa hè, nhiệt độ cứ thế này thôi, sướng rồi. Ở đây thì phải nắng này mới thích. Vâng. Nếu mà ví dụ mà mưa hay thì lạnh lắm. Mưa là lạnh, mùa đông thì lạnh lắm, đúng không? Vâng. Đúng là càng nắng to càng đẹp. Lúc nãy em có đến chỗ này không? Có ra tận ngoài này không? Có. Ôi giời. Đây là sân khấu nổi. Sân khấu nổi để biểu diễn ở ngoài đêm ánh sáng lên thì đẹp lắm nhỉ. Sân khấu nổi giữa hồ. Cái này chỉ cho mình ăn ở đây thì đấy. Ờ đấy. Đấy nhà mình có đồ ăn thì bảo bạn ấy chờ. Chờ được đấy ăn. Chờ được đấy ăn cho mình nghỉ trưa cho đi quay về tắm. Đúng rồi. Mình lên tác cũng được. Đấy, đây có một cái bể bơi à? Bể bơi này như đây bể bơi. Nhà sàn này. Ở đây có khu nhà nghỉ, nhà sàn. Nhà nghỉ, nhà sàn có đủ hết. Ừ. Khu này đẹp hơn dưới kia chả có gì. Khu này thì đẹp, nhà mình chụp ảnh ở đây thì hợp lý. Thế là đây à? Đây ngâm chân bấm huyệt y tế này. Cứ đi ra đi, em đứng các cháu đi ra đi. Anh đứng đây anh chụp cho. Đẹp quá, cái không gian chỗ này đằng sau là núi, trước là một cái hồ. Có sân cấu khấu ngoài trời kìa. Đêm biểu diễn dưới ánh sáng cực mạnh ở cái sân khấu giữa hồ kia thì quá tuyệt vời luôn. Núi rừng Ba Vì trùng điệp. Đẹp quá, rất tuyệt vời. Thôi. Không thì hay mình ăn trước đi. Tài gì ấy, nghe nha, phải đứng xuống dưới nha. Đẹp quá. Không phải gì phải đứng xuống dưới, không phải người thấp lắm. Thì ăn xuống dưới. Rồi quay đây đi, chụp đi. Chụp này, nhìn đây nhá. Rồi, chụp đây. Rồi, ok rồi. Vâng, Thiên Sơn Suối Ngà Ba Vì đây các bác nhé. Vâng, đây là thác cổng trời. Thank you.
Và tiếp đến là chúng tôi đến khu hồ bơi. Đây là hồ bơi tổng hợp bờ hôi chìm. Hồ bơi chìm này thì kể cả trẻ em người lớn cũng tắm được. Và có một cái khu vực nhỏ nữa là bể bơi nổi thì chủ yếu dành cho trẻ em dưới 10 tuổi. Cái khu vực này cũng rất là nhiều người tắm. Hôm nay mặc dù là thứ hai, không phải những ngày nghỉ lễ thứ bảy chủ nhật. Bởi vì những ngày nghỉ lễ thứ bảy chủ nhật thì rất là đông. Chúng tôi chọn những ngày nó ngoài ngày lễ ra đi nó bình tĩnh để chủ yếu là đi thưởng thức ngắm cảnh du lịch là chính. Đó, khu vực này cũng là cái đầy đủ các cái vui chơi giải trí đối với anh em chúng ta khi đến với Thiên Sơn, Suối Ngà, Ba Vì, Hà Nội.